Dạ, sao cha đại gia? À, Đại gia khỏe hả? dạ hân hạnh. Ủa sáng giờ kiếm em làm gì đại gia? Chú xuống Cái gì? chú xuống xuống Giỡn chú hoài con. Giỡn chú hoài con. Sáng có bán gì chưa mà có được ly cà phê rồi. Ly cà phê này là con mua hả? Sáng bán được gì chưa? cũng được rồi Kiếm chú làm gì? chú xuống Đừng giỡn hoài mày. Đừng giỡn hoài nha, đừng thấy tao hiền giỡn hoài nha. Thấy tao khổ rồi đừng có nói trúng số tôi mừng nha. Bữa hôm qua hả? Hôm qua mua mấy tờ? 9 tờ hả? Trúng hả? Thiệt mày. Đừng có dốc, chú nghe. Được chưa? Dốc tôi lấy lại 2 triệu à. Để Đi vô đây. Thiệt không? Để. Tôi dọn nha. Sáng giờ bán được gì chưa? Dạ. Chú mà trúng số chú cho con nữa. Được không? Được không? Đây lại đây lại đây. Chào anh. Dạ dạ rồi ông anh nó ông đợi ngồi đợi thử giọng. Qua đây ngồi, qua đây ngồi. Ngồi con. Qua đây ngồi. Ngồi giọng nhanh nha cho nó lấy cái hơi cái đây. Dạ thôi ngồi đi, ngồi đi, ngồi đây để em nói chuyện đó. Đây. Này có bán không? Có chú. Cho chú đeo này được không? Sáng giờ bán được nhiêu tờ? Dạ sáng giờ cũng bán Dỗ hết sao? Nhiêu tờ? rồi cũng 10 lóc rồi chú. 10 lóc hả? Trúng thiệt hả? Đây, 29. 29 tháng 2 2024, một ngày rất là đặc biệt, 4 năm sau mới có là một ngày nữa. Ủa? Đó, nghe tôi gọi đó. Hôm qua chú cho thằng Thạnh nữa sao không? Ủa gì cho thằng Thạnh rồi đó con được 9 tờ rồi cho con nữa. Thiệt mày. Đâu đây nào? Nhưng mà cái hơi lộn đại thôi. Cái gì? Lộn. Lộn đại gì? Lộn đại đấy. Chúng lộn đại. Đâu 353 nãy giờ không chứ cứ cuối cùng nghe vậy hả? à. ba cũng đâu trúng đâu ông, Thế ba 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 253 mình cùng 3353 mà. Trời ơi nếu mà nó nghe nghe hàng là coi như nó ngon rồi, nghe là trúng cái chứ sao. Ủa vậy là không có trúng hả? Không. Nó không nghe hàng hả? Nó nghe hàng chứ nghe hàng là chú rồi. Vậy hả? 7738 đi coi. Đây này đây là bên Bình Thuận. Bảy bảy ba tám. Còn của con cũng nhà con ba mẹ cũng ta cũng có mém xuống chút rồi. Mém gì? Mém chúng là số 98 đó. 98 gì? Chúng ta nghe đúng số luôn mà chứ có chặt có nút một. Là được ăn ủi không? Ăn ủi là 50 triệu. Còn anh ta đúng là ăn ủi không? Hả? Mà có ba con à, chưa đâu ăn ủi. Trời Nếu trời mà cái hai con này nè, nếu mà cái con đầu này nó thành con số 4 á, hai số 4 á thì coi như ăn ủi được 50 triệu. chuyện trên trời đất không. Nếu nữa giờ con muốn ngay hàng không? Sao? Hả? Giờ muốn nghe hàng không? Tôi cho mày nghe hàng. Hả? Hay quá ha. Trời ơi, nói chú con dừa đi, chú con số kiếm chú con dừa. Hồi bữa cũng vậy nữa. Mua đâu mấy tờ xong rồi nói bà xã mình trúng số. Xong rồi bà xã về hỏi anh trúng số xong giấu em không đưa em. Nó trúng đâu trúng, nó kẹt nói mua cho nó trúng trúng đâu. Này nó trúng số nữa. Trời ơi. Không nhưng mà nó hôm bữa chú có mua đúng mua 10 tờ luôn, trúng dễ nhất luôn mà lộn đài, đó trúng dễ nhất luôn á mà lộn đài. đó cũng như cơ thôi đó. Cái này nếu mà nó nghe nữa là cái gì nếu mà nó nghe như đài là coi như là ngay ngay con mắt con á, con muốn con mắt con nghe không hả? À, thấy mắt mày phi xéo rồi đó, muốn nghe không hả? À, nghe như đài được ngay cái đó để có gì ba mẹ con chỉnh lại cho con yeah, ta mẹ con chỉnh cho con mới được hả? Chú chỉnh cho thôi chú chỉnh cho đây, đây chú chỉnh cho
Đây, chú giỏi lắm á. Mắt nào nghiêng. Mắt nào nghiêng hả? Mắt nào nghiêng để chú chỉnh nha. Đây. Lựa đây. Lựa đây. Lựa đây. Ủa chưa chào ông bà chú à? Chào cô chú. Khoanh tay đàng hoàng không vẫy tay. Chào ông bà cô chú. Hôm qua chỉ như sao chào như sao? Chào ông bà cô chú. Sức khỏe rồi chào. Không phải. Không phải. Chào bà cô chú. Chào bà cô chú. Ma dạy con. Bảy chúng bà cô chú mà đẻ con bảy. Chúng bà cô chú nhiều sức khỏe. Khỏe. Chúng bà cô chú nhiều sức khỏe, vui vẻ. Vui vẻ. Mau đẻ. Mau đẻ. Rồi chúc lại. Chúng bà cô chú nhiều sức khỏe, mau đẻ. Vui vẻ. Vui vẻ, vui vẻ mới mau đẻ. Ờ. Rồi này có giấy số rồi, đi mua cho. Đó, ủng hộ qua ủng hộ lại, giờ anh ủng hộ tôi ly cà phê, tôi ủng hộ anh lại nửa tờ giá số. Bán nửa tờ. Còn mua nửa tờ. Bán không? Hả? Sao không bán, mình phải vận dụng suy nghĩ. Không được. Mua nửa tờ. Bán nửa tờ. Tờ sao xé được? Thì xé ra đi. Bán là nửa tờ. Giờ tôi có 5.000 à. Thì chắc xé ra, xé ra thì tôi bán đi, còn nửa tờ xíu tôi mua nữa. Hả? Sao vậy? Bán tôi nửa tờ. Không được. Ờ mua với ủng hộ không bán mời. Kêu vậy? Bán không? Không. Còn hỏi mua 10.000 mua được không? Được. Mua nửa tờ này nửa tờ kia. Nửa tờ này nửa tờ kia. Bây giờ thôi giờ nói tôi tờ nào trúng tôi chỉ còn 20.000 hay là tờ nào trúng tôi mua tờ đó đi. Bán vé số không trúng mà mua hoài. Số phải biết trúng rồi, tờ nào trúng, tờ nào rút ra tờ hai tờ nên nói trúng đi, chiều tôi dòi tờ nào trúng chắc không, chắc chưa nè bà con bác, số nha 173850 nha, đó chiều dòi nha, đó sổ số Trà Vinh, anh nói Trà Vinh phải không, đó chiều em trúng em xuống kiếm anh, còn trúng là kiếm này. Sửa mắt cho nó. Nói chú Phương vừa trúng số rồi, qua có ai trúng không? Đó. Bán bữa giờ với số, từ hồi bán với số giờ có ai trúng đâu? Có. Không có ai trúng. Có, nhưng mà trúng có trăm rồi. Trăm ngàn hả? Dạ. Trăm ngàn nó kể làm gì? Có nhưng mà không, mà cũng vui chú bảo chú. Chắc... Không vui, có gì đâu vui. Trúng con trăm ngàn cái gì đâu vui. Nó chứ kìa dễ giàu thì chúng biết chúng được con giữ lại phải không? Nếu mà biết chúng con có giữ lại không? Biết nếu chúng con giữ lại với nhân bán vậy. Vậy hả? Nè, biết mà biết tài nào chúng con sẽ giữ lại, còn tài nào chặt thì con bán cho người ta đúng không? Trời ơi, bán chứ gì chú? Chứ sao? Nhớ chơi ở dưới vườn bán vườn chứ sao sao không? Biết tài chúng bán người ta không? Bán chứ. Bán luôn hả? Chúng tài 2 tỷ bán luôn không? Hả? Chúng 2 tỷ bán luôn không? Thì... đâu có đâu biết đâu, cái nào biết chúng đâu. Hôm nay là trả tiền ông ơi. Nè. Nay hết tiền rồi. Nay bao tôi liên cà phê được không? Được không? Hôm qua mới được lì xì mà. Được không? Bữa giờ tôi liên bao quá trời, nay bao tôi liên cà phê được không? Hôm qua được bà bác, được bà chị kia thay gì bá đã tặng quà sinh nhật Khương Dừa mà không tặng, mà tặng qua lì xì cho nó cho Kiệt thấy dễ thương không? Đó, tại vì Kiệt tặng cái bánh sinh nhật cho Khương Dừa là coi như là giống như mà Kiệt này giúp bà chị đó tặng bánh sinh nhật cho Khương Dừa đó, có 2 triệu rồi ấm rồi, 2 triệu tao nghỉ đi tao bán chi, thôi không được, bán là bán chứ, bán nghỉ đi, nghỉ đi bán buôn đi, ăn hết 2 triệu rồi đi bán tiếp hả? 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 Không, không vậy, tại bán gì buôn bán, buôn bán ra buôn bán hả? Dạ, thì đó người ta cho vậy đó. Rồi đang qua làm gì rồi? Tiền đó làm gì rồi? Để nhà, để dành đó. Vậy hả? Hôm qua qua thu nhập được nhiêu? Được dạ. Mấy? Hôm qua thu nhập mấy triệu? Dạ, 5 triệu. Hôm qua thu nhập 5 triệu ha? Qua gửi mẹ 5 triệu luôn hả? Không có, chưa gửi. Ngày gửi mẹ 5 triệu hả? Chưa tới tháng mà chú. Ngày gửi mẹ 5 triệu hả? Không, tháng. Tháng gửi mẹ 5 triệu hả? Vậy chi ra ngày gửi mẹ mấy triệu? Dạ. Tháng gửi mẹ 5 triệu, vậy chi ra ngày gửi mẹ mấy triệu? Thì chi ra đúng nữa. Tính ra ngày gửi mẹ mấy triệu? Dạ,
1 tháng 2 tháng 1 tháng 2 tháng mấy giờ con mới gửi mày 1 triệu. Rồi rồi là tính ra ngày gửi mấy triệu? 5 triệu ạ. À. À, ok. Là 1 tháng gửi mẹ 5 triệu nhưng mà tính ra thì mà trung bình là ngày mình gửi mẹ 5 triệu ha. Để tính ra 1 năm mình gửi được mẹ được bao nhiêu triệu? Nhiêu? 30 à. 30 triệu hả? Một ngày gửi 5 triệu tổng cộng lại là 1 tháng 5 triệu mà cuối cùng 12 tháng cũng 3 triệu hả? Ít vậy? Vậy biết khi nào đủ tiền cưới vợ? Cưới vợ chú? Có ai đâu cưới. Bé điện máy xanh đâu? Hả? Bé bị máy xanh đâu? Bé điện máy xanh đâu? Bữa nay có thả tim nữa không? Con vợ đó giờ có hết chào chú ơi. Sao vậy? Sao hả? Có chồng rồi chú. Có chồng mẹ. Chết mồ rồi. Có chồng mẹ. Có con chưa? Trời, không có chồng chưa có con. Chưa có con không thành vấn đề đâu. Thôi. Hả? Thôi. Không sao đâu. Thôi. Ghê mà. Chết luôn rồi. Có gì đâu. Thôi. Con kháng chinh phục có gì người ta ly dị người ta bỏ chồng ta theo con. Được không? Con bán giấy số con nuôi người ta. Được không? Thôi. Sao vậy? Sao vậy? Hả? Nhưng mà con có thương người ta không? Có nhưng mà thôi. Thương nhiều không? Bỏ rồi chú ơi. Thương nhiều không? Đó là lúc nhỏ nhiều mà giờ bỏ. Thương cỡ nào? Giờ trái tim mình có 4 ngăn, mình chứa đầy 4 ngăn chưa? Mình thương á, tình thương của cô dành cho cái cô điện máy xanh đó là chứa đầy 4 ngăn chưa? Trái tim mình có mấy ngăn, vậy con chứa mấy ngăn? Con chứa được mấy ngăn rồi? Dạ, có mấy ngăn hả? Chứa được mấy ngăn? Có ngăn hả? Chứa có ngăn hả? Còn 3 ngăn kia chứa ai? 3 ngăn kia chứa cái gì? Hả? 3 kia chỉ cho cả nhà con thôi hả? À. Cho cả nhà con hả? Là 3 ngăn kia là chứa tình thương cha mẹ rồi hả? Ồ, hay quá. Nhưng mà có khi nào mà mình thương người khác nhiều quá rồi mình lấy cái 3 ngăn đó mình dục qua bên mình chứa cái người kia không? Dạ không. Sao vậy? Ba mẹ là trên hết. Hiểu không? Hiểu. Trên hết là trên đâu? Trên hết là trên ai nữa? Cái ví dụ kể đi. Trên ai nữa? Không. Hả? Mỗi con thôi chứ trên ai đâu. Hả? Mỗi con thôi. Ý là trên hết là trên ai? Trên ví dụ trên ai kể vậy? Cha mẹ là trên hết luôn hả? Dạ. Sao vậy? Tao nói vô vợ á. Nếu mà nói vợ là ấy thôi. Còn là gì? Cha mẹ là trên hết. Cha mẹ là trên hết. Vợ là phù du thôi hả? Dạ. Phải không? Dạ. Ồ dữ rồi. Hay ta. Phải có hiếu cha mẹ hả? Dạ. Mình là phải có hiếu chứ. Có hiếu rồi, có hiếu cha mẹ là mình phải làm gì để báo hiếu? Làm gì? Thí dụ mình gây nợ nè. Trời, ăn chơi rồi nè hả? Có đâu nợ đâu chơi mà nợ đó báo hiếu cho mẹ đó được không? Nợ được không? Cha cho mẹ có nợ cha nợ mẹ có hả? Chưa. Hay quá Kiệt, hay quá. Trời ơi Kiệt nói chuyện mà chú phải suy nghĩ lại á, phải cho nhiều người còn học hỏi đó. Nhiều người giờ thời buổi này còn bỏ cha bỏ mẹ luôn á, có nhiều người mà, người ta cho mẹ ngu hả? Chứ hả, mấy người bỏ vào mẹ ngu rồi sao? Sao ngu sao? Cụ thể ngu sao? Hả? Ngu sao? Thì không biết thương cha mẹ, bỏ vào mẹ người tại tại sao mình phải thương cha mẹ? Cha mẹ phải thương mình, phải lo cho mình chứ. Mắc gì mình phải thương cha mẹ, phải lo cho cha mẹ. Đó thì có ý nói gì đó mà. Hả? Dạ. Cha mẹ phải lo cho mình, phải thương mình chứ. Mắc gì mình phải thương mình, phải lo cho cha mẹ. Hả? Có, phải lo chứ. Sao phải lo? Ừ? Ôi ông nói vậy thôi, mấy ông nói vậy thôi chứ chừng nữa ông có vợ không lo ông, cung phụng cho vợ ông bỏ cha bỏ mẹ ông ơi. Hồi xưa tôi thấy chứng kiến biết bao nhiêu người chứng kiến biết bao nhiêu người chưa có vợ thương cha mẹ lắm, làm con hiếu lo cho cha mẹ. Có vợ rồi trời ơi mẹ ơi con làm con không đủ nuôi vợ nuôi con nữa, mẹ cứ nói ngày xin tiền hoài sao con lo được. Đâu không có, không có à. Đó con Kiệt chứ ai. Con khác ai chú, người ta sao sao chứ con khác ai. Đinh Tuấn Kiệt chứ ai. Đinh Tuấn Kiệt sau này có vợ là lo cho vợ. Vợ chỉ biết vợ với con không. Cha mẹ không lo, để cha mẹ khóc lên khóc xuống. Khổ. Coi chưa ai con khác không. Khác sao khác. Không. Khác gì khác, mà mời tôi lấy cà phê coi. Chắc có mượn viên đâu đi.
kêu kêu ấy Bảo lấy menu coi. Bữa nay chú được mời đi cà phê mà thiệt hay là phải ép? Dạ mời thiệt mà. Thiệt không? Thiệt. Mời chú lên cà phê luôn hả? Dạ. Khi là ly cà phê tới 25 ngàn lận ngàn. Dạ. Anh uống gì? Có. Có ly cà phê nào khoảng 250 ngàn không? Hả? Có ly cà phê nào khoảng 250 ngàn đâu? Dạ. Bà ông bác thân mến, đây là Bảo nè, hai anh em. À, vô hội quán ngôi sao vườn làm mà ông anh đi về đi nghĩa vụ rồi, đang dự bị. Còn ông em ở lại làm, em thì coi vậy chứ mà thấy tưởng lành nhưng mà hiền hơn khờ hơn ông kia, làm cũng bữa được bữa cái lắm, mà phải ổng mà làm ở đâu chắc là về chắc nghỉ hưu sớm rồi quá. Làm đây thì mấy anh em được cũng thương, cũng nhắc nhở, cũng cho cơ hội cho lú cho chú ly cà phê đá ít đường, nghe không? Cảm ơn Kiệt nhiều. Anh Kiệt, em nói thiệt sự bữa giờ em ở đây không ai mời em được ly cà phê nào, chỉ có anh Kiệt thôi. Anh Kiệt anh quá trời hung anh cái được không? Anh Kiệt hung anh cái được không hả? Hung anh cái được không? Được không anh Kiệt? Hung đâu anh Kiệt? Em biết chú hung rồi chú. Chú hung môi được không anh Kiệt? Không. Lại ói hết luôn phải vậy không? Phải chú luôn mà. Cảm ơn nhiều nha. Mày trả tiền chưa? Để uống gì hả? Dạ. Uống gì hả? Cà phê. Cà phê hả? Không, mình nữa hả? Có đâu có đâu khó không? Dễ mà. Dễ hả? Dạ. Lấy 5 ngàn ra trả hả? Đúng rồi. Vậy lỗ tiền sao? Dạ. Vậy lỗ sao? Bán mất 2 tờ giấy số còn giờ bù tiền thêm nữa. Dạ. Lỗ sao? Lỗ chứ. Thôi, thì vui vẻ không? Dạ, vui chứ. Mà vui không? Vui. Thiệt á, bữa giờ không ai mời chú ly cà phê nào, toàn là chú mời mọi người không chú này có không có mấy giờ mà mấy vị khán giả cũng tới có mời nói vậy để không phải không phải cho sao ba con bán 2 tờ ngày tối á, bán cho một vị khách 2 tờ được khách cho 30 được lời 10 ngàn hả? 2 tờ là được cho 30 ngàn. Dạ. Vậy là đủ mời chú ly cà phê rồi. Dạ. Cảm ơn Kiệt nhiều, anh làm em xúc động quá. Hôm nay giờ khóc đây kỳ quá. Ô tay anh như gái ha. Mềm quá, tay anh đẹp quá. Em là gái chắc em yêu anh quá anh Kiệt ơi. Anh Kiệt, em là gái chắc em yêu anh quá. Anh đẹp trai quá. Anh đẹp trai mà anh có hiếu nữa nè. Mà anh sống có tình có nghĩa nữa. Biết chứ biết sao. Ở đây để chú trả cho. Để chú trả cho. Để xíu chú trả cho. Bây giờ nè, ông anh ông dưới Trà Vinh anh lên ông ông cát ngồi sập giường nè, rồi qua đó ngồi đi để nghe thử giọng cho ảnh coi. Cái này anh quanh nhắc nha. Rồi chào ảnh đây, ảnh giới thiệu ơi. Chào em. À đây. Đây đeo cho ảnh đến thử giọng nha. Anh tên gì anh? Tên Phú Hận. Phú Hận. Ngô Phú Hận. Dạ. Ở huyện nào Trà Vinh anh? Ở Duyên Hải à. Thị xã Duyên Hải. Ở dưới Long Vĩnh á. Long Vĩnh lên Duyên Hải 20 cây. Anh biết Long Vĩnh không? Anh Long Vĩnh mà anh biết Long Vĩnh không? Không, cái đó không biết. Trời ơi. Ở Long Vĩnh thì người ta thường hay Long Vĩnh lắm á. À. Long Vĩnh là lên giọng á. Lên giọng nằm ngủ á. Cái đó mới biết. Dạ. Gặp anh vui vẻ quá. Dạ. Anh biết Kiệt không? Mới biết. Dạ em thì không giấu gì anh thì giờ Kiệt là đang là quản lý ở quán hội quán ngôi sao miệt vườn. Dạ. Dạ. Phó à? Phó thôi ha. Dạ Kiệt đang là phó quản lý. Dạ còn quản lý là trưởng quản lý là bằng chú. Thạnh, bằng Thạnh. Thôi chú á. Dạ rồi ngôi sao miệt vườn mùa này thì là anh Trường Sơn là phó giám đốc âm nhạc thôi. Dạ còn Kiệt là giám đốc âm nhạc chính thức. Dạ. Biết anh Trường Sơn. Dạ. Thì hôm nay là Kiệt sẽ nghe anh hát rồi Kiệt sẽ góp ý cho anh nha. Biết nghe, Kiệt nghe. Dạ dạ. Có dở chút xíu cho anh lên chút đường cho anh gác nghe. Dạ. Dạ rồi anh Thận thử anh Thận cái nhạc hát cổ. Hát bài hát nhạc á. Dạ. Em hát nhạc bài sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn bài Nỗi Buồn Hoa Phượng ha. Nỗi Buồn Hoa Phượng ha. Dạ đầu hát. Dạ, nhưng mà trước khi hát chia sẻ với ông bác là anh Thận anh mắc một mắt anh bị đau. Dạ. Bị tai nạn ha. Đúng. Tai nạn xe. À cho nên anh đeo kiến cho nên là cô chú anh chị cũng thông cảm tại dạ. Vì mặt cũng hơi khó coi một chút. Với anh bằng công việc gì? Em sửa xe. Dạ. Sửa xe sửa được không anh? Hồi dịch tới giờ chậm anh. Dịch tới giờ dạ. Làm chậm.
kiểu như bà con có bán tại không có tiền á. Dạ. Yeah. Để này xe hư tôi cũng để hư luôn hả? Bán về chai luôn. Đem ra suối bán về chai luôn. Dạ. Yeah. Anh số bao lâu rồi? Cũng mười mấy năm anh. Dạ. Yeah. Anh có hiếu với cha mẹ không? Tôn sư trọng đạo cái. Dạ. Đó là em có. Dạ, phải có hiếu cha mẹ là giám đốc nhạc mới chịu nha. Dạ dạ, dạ. Em có chơi bên cái văn hóa Khmer múa chằn à? À em có đội múa chằn. Anh múa chằn tính hả? Chằn tính em dạy đội của em tới 20 người. Hay vậy, bữa nào về dưới chơi hả? Coi múa. em dạy học trò mà. Ủa vậy hả? Dạ không. Vậy vậy mà mình thi ngôi sao vừa mình có thể lên múa luôn rồi mình hát được không anh? Múa chằn, cái múa là chằn tính nó đây nè em nè. Dạ dạ. Cái đội này là của em không? Ồ hay dạ. Nè. Làm chặn hả? Mấy này học trò em không á? Dạ 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 dạ. Ồ hay dạ. Cái đó là dân gian nha. Nè cái tiệm xe nè. Dạ dạ. Khó khăn ha, phải không? Dạ dạ dạ. Ngay tiệm xe cũng tụ dạ, dạ. Mỗi năm. Bữa nào khi nào anh múa, anh múa chặn anh về em con quay với vậy? Khi nào anh múa? Là lễ hội hả? Tháng 10 á. Tháng 10. Anh cứ về không? Về em về. Em điện anh về. Về. Chắc chắn về lễ hội gì anh? Lễ hội gì? Dân y Katina theo người Thái. Với hội dân y Katina hả? Dạ. Có cũng mấy kênh khác nó quay cái đó không? Dạ, anh Kiệt tháng 10 cho em về dưới anh kìa. Chừng nào mấy em liên lạc anh ha. Dạ dạ dạ, gọi về anh hát thử cho giám đốc nhạc nghe thử coi. Vậy em hát em thì không có quyết định được gì đâu, thì giám đốc nhạc quyết định anh nha. Bắt đầu đó. Dạ dạ. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, 90 ngày qua chứa trang tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, hút gần gùi nhau mất rồi, tả tư là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa in bóng hai đứa hay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu, giờ như nước trôi qua cầu. Ra biệt bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm dối chiếc mối u hoài, hỏi ai có hay. Nếu ai đã từng nhạc hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa tươi thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Ôi, nghe anh hát chắc anh mê anh Ngọc Sơn lắm không? Dạ. Mà em thấy cái miệng anh hát cũng giống anh Ngọc Sơn nữa nha. Dạ, bữa nay anh khen là hả? Không, cái khẩu hình anh giống anh Ngọc Sơn lắm nha, anh hát cái câu gì nó miệng đưa xuống tay nè nè, thiệt. Hay là tại cái miệng xấu? Không không không. Không 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 phải. Không anh không anh hát anh nên mở cái miệng anh hát giống giống danh ca Ngọc Sơn lắm nha. Thiệt. Không nhưng mà cái mặt cũng cũng có góc cạnh cũng giống giống hết hả? Có không anh? Có bà con gì không? Cho em lên rồi bà con cô chú anh chị người ta thấy không không có sao anh? Không không thấy cũng hao hao đâu á, hao hao giống thôi, giống một cái người tương tự mình. Dạ. Dạ thì giờ em chỉ giao lưu xíu thôi, giờ phần góp ý âm nhạc dạ của giám đốc nhạc. Sao giám đốc nhạc? Đinh Tuấn Kiệt, sao? Không em. Sao được? Sao sao? Góp ý này, góp ý thì mê. Không được nghe. Được không hay mà sao? Không nghe để có chỉnh sửa gì không? Có góp ý gì không? Vậy vô vô ghi hình được không? Được không? Có cần thêm gì không? Thêm gì đi giám đốc nhạc. Không không có gì. Rồi về phát âm được sao? Âm à. Nghe cũng được, nghe cũng nhịp nhịp. Được. Được hả? Nói chung là cái gì cũng được đó. Luyến lái đâu sao? Luyến lái đâu sao? Luyến lái cũng được ha. Ờ. Anh nghe nhịp được không? Em nghe, em cảm giác anh hát hay nhưng mà em sợ anh nghe nhịp không không theo nhịp được. Được. Được không? Mà được được tại vì em từng đi bán kẹo mà. Kẹo hả? Anh có muốn nghe trong đây em? Dạ thôi được. Nghe nhịp được phải không? Được, em cảm giác anh sợ nhịp anh hát là hay rồi đó hát truyền ừ, cảm sợ cái nhịp hát anh chưa cứng á. Không, cái đó yên tâm tại vì cái lỗ tai mình nghe mà à. Không lọt cái nào đâu à, à, à. Còn hát ở ngoài anh chỉ hát đi với anh đâu có nhịp nhàng gì đâu, hát đi luôn, còn nếu như nhịp thì nó lại chậm lại. Dạ
Dạ. Đúng không? Tại vì Đần nói nhắc mình ví dụ như có rồi nhắc anh lên hồi nào vậy? Lên 6 giờ tối qua lên tới đây 12 giờ. 12 đêm hả? 12 giờ đêm. Rồi tối anh ngủ đâu? Ở ngoài đường chứ đó. Trời quý thần ơi. Không có ngủ ngồi đó, ngồi ngay chỗ đó tại vì không kiếm nhà trọ không thấy nên thử là ngồi đó luôn đi. Rồi sáng vô đây luôn hả? Dạ. Tính không gặp anh là vô nhà trọ nằm ngày mai chờ tới gặp anh gặp. Trời sao khổ quá rồi trời ơi giờ chưa nhưng mà giờ chưa tới ngày cát bây giờ em phải vô em thử đàn rồi nữa anh vô anh đàn rồi em test thêm nữa rồi sao trời đánh kiểu này em cũng hát được á. Ừ nhưng mà anh có thể sắp xếp một nửa buổi gì nữa để lên anh vô trong buổi cát chính thức được không? Được tại vì hôm nay là ngồi cà phê chơi đâu có nhạc phải nghe anh nhạc đồ vô còn sao đánh giá đồ rồi cách thử nhiều nữa còn cái giọng anh quá hay rồi đó anh đánh, anh đánh kiểu nào hát theo kiểu đó anh đánh là, nhanh hát nhanh đánh chậm hát chậm anh là khoảng được 80% rồi đó đạt đó đúng 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 nhạc được 80% ha dạ em nhận xét vậy được không giống đúng nhạc dạ được dạ tại vì thường thường ở dưới mấy nhạc công nó cũng hơi kém anh tại thành thử là đi đám là người ta hát cao kê nhiều còn em thì không thích dạ em hát ở ngoài không cho kiểu như em ô anh hay quá anh hát hay á mà anh có nhiều cái chất lắm á mà em chắc bà con bác sẽ rất là thích những cái giọng hát giống như anh ngày sửa xe mà hát hay ha mà có múa chằng nữa hả ồ dữ à em đam mê em say mê hát lắm dạ đôi lúc mà làm gì mệt hơn em đi trồng cỏ hay làm gì mà em mệt muốn tắt thở như vậy cũng phải hát bây giờ vậy nè bây giờ anh khỏi phải đợi mấy bạn gọi em chơi chỉ cho anh luôn nè ngày 7 ngày 8 tây á 7 8 tây nè 7 nè 7 7 tây hoặc 8 tây dạ tháng 3 đúng rồi hoặc là 14 tây 15 tây hoặc là 21 tây 22 tây anh chụp hình lại đi mấy cái tay ngày tây này nè là anh lên ngày nào cũng được ngày nào cũng được đúng rồi trong mấy ngày này em cáp anh lên ngày nào cũng được anh coi rồi anh lên anh đăng ký trực tiếp luôn đó quý bà con cô bác thân mến nếu mà quý bà con cô bác mà muốn tham gia ngôi sao miệt vườn mùa 3 đó mà mình gọi điện mà các bạn chưa có bắt máy á mình đăng ký mà chưa có được á thì quý bà con cô bác thì quý bà con cô bác cứ coi nè ngày 7 ngày 8 tây tháng 3 nè rồi ngày 14 15 tháng 3 nè rồi 21 22 tháng 3 nè tạm thời là 3 tuần đó là quý bà con bác tới tại hội quán ngôi sao miệt vườn số 113 đường Nguyễn Hữu Trí thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh thì Khương Dừa sẽ cast tin mùa 3 bắt đầu từ 9 giờ sáng cho tới khoảng 20 giờ tối đó thì mình tới mình đăng ký trực tiếp mình cast luôn đó còn quý bà con bác nào mà đã đăng ký rồi thì các bạn sẽ gọi tới các bạn sẽ chia khung giờ cho quý bà con bác để quý bà con tới cast còn khi mà mình tới cast đó thì quý bà con bác á chuẩn bị cho mình một bài hát ha bài ruột nha mình có người hát nhạc hay thì chuẩn bị một bài nhạc thiệt là hay để mình cát có người hát cổ hay thì chuẩn bị một bài cổ còn có nhiều người hát vừa cổ vừa nhạc nhưng mà chắc chắn mình phải xác định được là mình hát được cái nào hay nhất để mình chọn chứ có nhiều bà con bác là hát cổ hay mà tự nhiên vô thử nhạc có nhiều người hát nhạc hay vô tự nhiên thử cổ cái bị gãy đó mà nếu mà tốt nhất á bà con bác nên thuộc một bài để mình hát đàn mình phiêu mình đừng có nhìn chữ thì nó đỡ cho mình mất tập trung rồi mình diễn xuất nữa rồi, hát nó hay là một phần còn diễn được tự tin nữa là một phần nó quan trọng nữa đó ha đó, chia sẻ đến quý bà con bác vậy đó để quý bà con bác nắm rồi địa điểm thì cũng vừa sẽ cắt ở đây đó hôm nay là thứ mấy rồi giám đốc nhỉ ngày mấy đúng không nhỉ hôm nay ngày mấy rồi dạ dạ ngày 1 tháng mấy 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi hả dạ chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6 luôn à mới đây nửa năm rồi nhanh quá cái này mới lại nghi chắc rồi mới ăn tết đây mà nửa năm rồi hôm nay là ngày 1 tháng 3 2024 nha mô bác thứ sáu dạ ngày mai là ngày 2 tây tháng 3 2024 thì ngày mai tại hội quán ngôi sao miệt vườn sẽ diễn ra cái đêm nhạc hàng tuần dạ ngày mai thì bữa giờ Khương vừa bận đi ghi hình đó Khương vừa không có chia sẻ cho quý bà con bác biết cái thông tin về cái đêm nhạc ngày mai cho nên nhiều quý bà cô chú anh chị cũng hỏi thăm thông tin tuần này là có ca sĩ nào đó, sẵn Khương vừa chia sẻ luôn ngày mai sẽ có nghệ sĩ Bình Tinh nè đó rồi
ca sĩ Quỳnh Trang nha bọn bác. Đây đó. Ca sĩ Quỳnh Trang để con vừa đọc. Trang dạ đúng rồi. Ca sĩ Quỳnh Trang. Ca sĩ Thùy Trang. Chị Thùy Trang hồi đó hát em đi. Đó, chị Thùy Trang hồi đó hát em đem đi trên cỏ non á, chị hát hay lắm hồi thời em. Dạ đúng rồi, hồi thời em còn đi học là em nghe đã nghe chị hát rồi, chị hát hay lắm. Đó. Chị Thùy Trang tính ra cùng chị cũng hát cái thời của anh Ngọc Sơn nữa. Thùy Trang, Thạch Thảo rồi anh biết không? Dạ, dạ, biết, chị Thạch Thảo rồi Ngọc Ngọc Hải, Ngọc Hà đó. Mà dân ca kiểu dân ca Việt Nam mình chỉ có bà Cẩm Ly là bác hay nhất. À dạ. Đó. Cũng tùy tùy bài. Không, tùy theo người nghe. Thí dụ đối với anh thích chị Cẩm Ly. Rồi. Nhưng mà đối với em thích người khác. Rồi. Chứ mình không có nói với ai hát hay nhất. Đúng rồi. Vậy mình nói cho anh nói chị Cẩm Ly hát hay nhất, nhiều khi nhiều người ta thấy cái anh chị kia hát hay nữa làm sao? Đúng không? Dạ. Và anh nói phải là tôi thích nhất. Dạ, hợp lý. Rồi. Là diễn viên Ôn Bích Hằng. Đó, ca sĩ Võ Hoàng Lâm. Với lại bạn Phước Bến Tre nữa nha bác. Có nhiều bạn bác để lại bình luận cho con vừa nói chưa thấy mời Phước Bến Tre, tuần này con vừa mời Phước Bến Tre lên hát để phục vụ bạn bác. Với là có sự tham gia của ca sĩ Nhật Minh. Đó, là ông xã của dạ rồi. Ngoài ra còn có sự tham gia của Khương Dừa nữa. Khương Dừa thì tuần nào cũng có mặt. Dạ. Dạ chia sẻ vậy để bà con bác biết để bà con bác đặt vé. Khương Dừa sẽ chạy cái thông tin đặt vé ở dưới nha quý bà con bác để quý bà bác liên hệ. Khương Dừa bữa Khương Dừa cũng hơi hồi hộp một xíu. Là theo cái góp ý của bà ông bác là chia ra hai cái khu vực ghế ngồi á. Một khu vực ghế ngồi ở trên thì có bàn, có ghế cao rồi thì giá vé là 120 bao gồm nước. Còn khu vực ở dưới là chỉ có cái ghế với là cái ghế ngồi với là cái ghế súp là 90. Đó, sợ bà ông bác không có thấy cao của bà ông bác không đặt vé. Nhưng mà đăng lên bà ông bác ủng hộ rất là nhiều và bà ông bác cũng mua vé như thường lệ. Dạ. Dạ, cảm ơn quý bọn bác rất là nhiều nha. Dạ. Hy vọng là ngày mai bà con bác cũng sẽ đông. Dạ. Mà cũng vừa nghĩ chắc sợ sợ là sợ hay sao không bằng những tuần trước. Dạ. Dạ anh còn nói gì nữa không anh? Được hả? Sao mà sao tự nhiên em ru vậy, không vui vẻ vậy trời? Có gì không vui vẻ không? À, không, bình thường. Hả? Bình thường. Có nhắn dặn anh gì không anh Hận nè? Không có gì, theo anh về quê đi vậy. Theo anh về Trà Vinh đi. Anh có mấy người con rồi? Em hai đứa. Đứa không? Đứa lớn thì đang dung học 11, đứa nhỏ lớp 9. Trai gái. Đứa con gái học có mấy anh? Đứa gái lớp 9. Đứa lớp 9 thì là khoảng 3 năm nữa, 4 năm nữa là học xong 12. Học 12 xong rồi bé nó học nữa thì học. Còn khả năng thì học nữa, dạ, học có khả năng. Dạ, còn học nữa thì bé đi đi làm. Dạ. Dạ. Giờ gửi gạo về nuôi không? Cao lắm. Cao lắm á. Hai đứa cao cao không à? Nhìn là biết đẹp á. Không, mẹ nó trắng thôi, không có giống em. Giống mẹ nó. Thì em biết là thế nào cũng đẹp gái, gửi gạo về nuôi đi, bán với số ngày. Gửi về mẹ hay gì, gửi về mẹ gì, gửi về cho ba đi, ba nuôi. Nó biết bán kẹo nó nghe. Ờ, hát hay không anh? Hát hay. Ủa vậy hả? Sao khi bé nó thi luôn? Nó nhỏ quá. Không, nhỏ vẫn thi mà, ở đây vẫn có lớn nhỏ mà. Ủa vậy hả? Thì chừng nào mấy đem lên gửi. Hai cha con cát luôn. Dạ. Hai cho con thi cũng trường hay ác nha. Không. Cái hồi em đẩy cao lắm, sợ nó lắm. Vậy dạ, hả? Diễn với anh. Khi vô nhạc là em đẩy dạ, cao lắm. Dạ dạ. Gửi gạo về nuôi đi. Gửi đi, gửi nuôi đi, chừng nữa. Hả? Khờ quá. 9 tuổi làm sao được chú? Chín gì? Tao học chín rồi. Chín rồi sao nữa? Thì mình nuôi 3 năm, 4 năm nữa. Cao hơn cu này. Ừ. Gái cao hơn cu này. Gì cũng phải đầu tư chứ, chơi với số cũng phải đầu tư kỹ thuật số. Giờ cũng vợ, rồi mình phải đầu tư chứ. Hả? Chín rồi coi như bằng tuổi mà em con làm sao vậy? Giờ đầu tư được. Đầu tư sống được. Thôi đầu tư 4 năm nữa là ta lớn. Rồi 4 năm nữa chắc con cũng già rồi. Già gì mình cũng nay bao nhiêu tuổi? 24. 24, 4 năm nữa 28 tuổi là tuổi đẹp. Chú 28, 29 tuổi là chú có vợ. Là số đẹp là được rồi, là công danh sự nghiệp mình có đầy đủ rồi, mình nuôi mình cứ vợ thôi, có gì đâu mà không được. Cái gì đâu. Làm quả quá.
anh thần tượng anh Châu Thanh nó hay lắm. Anh Châu Thanh à, anh hát cổ được không? Hát cổ chắc không được quá. Được, có thể là một bài hai bài vậy. Thử đi, thử đi, có bài nào anh thuộc không? Thử lên hơi cổ được. Nhưng thử ra không? Dạ thử không ơi. Tôi không với mình như Tư Mã Tương Như, mượn khúc cầu quan tỏ tình cùng nàng Trác, càng không dám so mình với chàng Chung Từ, mượn khúc cao sơn lưu thị của ba nhà. Chắc không được anh ơi, chữ nó chưa có tròn, nó không, không nó không đúng chữ của vòng cổ. À, thấy không? Để biết. Chữ của anh cảm giác anh là là anh là lai hả, giữa ba là đúng rồi, anh là lai lai cho nên là anh hát nó đang bị lỡ đó đó dạ, nó không rõ chữ. Còn đi bên nhạc thì sao? Nhạc thì cũng cũng có vài chữ nha, vài chữ. Ok, vài chữ thì còn dính gió và dính cái hơi dính cái không, nhưng mà chuẩn không, nhưng mà hay dính cái cảm âm. Kêu ba đi con. Kêu ba đi con. Kêu ba đi. Là biết hát không được luôn rồi đó tới giờ. Kêu ba đi. Kêu ba đi. Chán rồi mấy thằng thanh niên giờ sao? Anh có muốn thử nghe bài hát nhạc nào khác không hay là sao, hay là còn? Dạ giám đốc nhạc muốn thử dạ. Phải hỏi đây. Dạ ok, giám đốc nhạc gật đầu rồi. Vậy thẳng bài dạ, đó thử ha. Dạ. Bài của chú Văn Giang đi. Bài gì anh? Chờ đông. Chờ đông. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Dạ cho em xin nè, à, cho em xin có bài nào của anh Ngọc Sơn không, anh hát em thử. Người ơi có nhớ có thương một người, còn đây đến cuối nói cho cạn lời. Ân tình tựa như mây cao hay chỉ là trong chim bao, còn thương tiếc chi ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thật rồi. Không nữa không anh? Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào, người đã quên ta rồi, ta còn nhớ khôn nguôi, đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sâu xót xa lòng tôi. Còn đâu em hơi hương xưa một thời, chìm trong di vãn cơn mơ gọi mời. Ân tình rồi đây ly tan, ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thật rồi. Vậy mà còn quên lời đó. Hay quá. Hay quá không? Em nói thiệt á, cái màu dưới anh hát em để ý á, tại em coi Nhật Sơn anh cũng thích mà. Y như ảnh luôn á, mà hát cái bài này mới lay lay cũng có hơi giống ảnh. Dạ. Hơi á, nếu như nhạc vô không biết, không biết cái nào hát chay khó hát lắm. Dạ dạ, thì vô nhạc với nói thật là không có từng hát chay luôn á. Dạ dạ, tại đây đâu có đàn đâu giờ mà hát chay. Nếu như mà tập ở nhà mở điện thoại hát cũng không được luôn, tại vì nó không có đủ cái dạ cái nội lực của mình á. À nó tông thấp phải không? Dạ, mấy bài đó người ta để hát người tông bình thường ha. Đúng rồi. Dạ giọng anh khỏe mà. Ok á anh. Anh 80% là anh vô vòng trong rồi đúng không? Dạ, giám đốc nha. Cảm ơn. Dạ, dạ. Chỉ còn 20% nữa là nhìn thấy mặt gái nữa là được rồi. Đúng rồi, giám đốc nha. Giám đốc chịu em là giám đốc cho liền. Dạ. Tại vì anh biết sao mới hát hồi nhỏ không phải khoe. Nói chung hát không được cần chữ, bài nào chắc có lẽ vẫn được. Mà nghe nhạc là không quên, không lộn lời nào đâu. Dạ dạ. Tại dạ. Cái tiếng đần nó dắt mình á. Dạ dạ dạ. Dạ. Với em như thấy anh hơi rung chứ sao? Rung hết thật, hơi rung. Có rung. Tại là ông giám đốc nhạc á, anh thấy. Dạ. Ừ, lát đi về dưới chơi luôn đi. Con người ta nuôi nay là tới lớp 9 rồi. Lớp 9 là 15 tuổi rồi. Đúng không anh? Đúng rồi. 15 tuổi rồi mà giờ còn 3 năm nữa mà kêu nuôi không nuôi. Rồi sao mà không nuôi mà sao rồi cưới vợ được. Đâu phải là người ta nuôi sẵn đâu. Đúng không? Ta cũng cực khổ người ta nuôi. Anh đâu mà chờ ta nuôi sẵn rồi về cái anh cưới. Vợ tôi đó không vậy nữa.
Hồi đó là từ lớp 1 là tôi đã gửi gạo lên tôi nuôi rồi. Ờ, từ đó mà học lớp 1 là tôi học lớp 3 là tôi mặn, tôi gửi gạo lên tôi nuôi rồi. Anh Thương, bữa mình lên cái tin đó mình có mặc, cần mặc đồ hoàn chỉnh không? Vậy đẹp anh. Dạ. Mặc đồ, đồ bếp thôi gì đó. Vậy thôi. Đi rầm ra. Dạ. Miệt vườn mà đâu cần. Dạ dạ dạ, vậy đẹp đẹp lên lịch sử rồi. Rồi lên thiên sao? Vô thì nói chuyện giống vậy nè, rồi có đàn đàn đánh không, để anh thôi. Ý em hỏi ta tới mình khi mà nếu như mình được vô vòng thi là mặc đồ sao? À, vô vòng thi tùy theo dàn dựng bài hát, tùy theo bài hát em dàn dựng. Dạ dạ, em dàn dựng em nói anh chuyển bộ này đồ này đồ kia hoặc là chương trình chuẩn bị cho anh nếu mà những cái tiết mục đặc biệt, nên là anh có chương trình anh biết rồi đó. Dạ, chào anh, chào anh chị, cà phê anh chị. Dạ, đang thử giọng luôn không? Dạ, mời anh chị vô vô chọn ngồi. Chỗ mời coi cái nhạc. Mời coi nhạc ha. Dạ. Vô thấy rung rung tưởng đâu là đúng. Dạ. Mua vé chưa? Mua vé chưa? Hả? Mua vé chưa? Chưa. Dạ, anh chị coi hỏi mua vé trước cái gì ngồi dễ hơn. Dạ. Dạ ok ha, giám đốc nhạc. Dạ. Dạ, giám đốc nhạc là ngày phụ thôi, ngày chính là bán vé số. Rồi anh hỏi cô chú dùng nước uống gì kìa. Quản lý. Thôi vậy chứ bán buôn người vậy người ta thương người ta mua cũng nhanh hết lắm. Em dạ. Dạ. Cứ ai tới mới được. Được anh, được. Được anh gãy vậy đâu không anh? Yên mà. Dạ. Chứ phải mua chuột quá chứ này không mua dạ. Chuột được. Đúng rồi, anh phải mua chuột nha. Anh phải hối lộ à. Dạ không? Có nhận hối lộ không? À. Có nhận hối lộ không? Ờ, không có vậy. Không à, này làm việc công tâm lắm. Không nhận hối lộ. Chị có mua chuột không? Rõ ràng à. Sống rất là đơn giản, không có mà vụ mùa hóa. Vậy hả, sống đơn giản hả? Tao giới thiệu rồi kêu gọi bà con bác tham gia coi sao vụ mùa ba gì mà chú ơi. Kêu ơi. Kêu ơi, kêu bà con bác mua tham gia coi sao gì mà chú ơi. Cô chú anh chị có đam mê ca hát đó lên chẳng dịp anh Phương Dừa ảnh cắt tin 13 này mời lên có đam mê thì mời lên đăng ký kêu ấy nói đi nói giùm vài lời ấy giám đốc nhạc nói vài lời là bà bác ta đăng ký cho nhiều liền nói giùm vài lời coi nói ấy bà con ta tin tưởng giám đốc mà. Vậy thôi không biết thôi thôi chào tạm biệt đi nhớ nha nhớ đàng hoàng chào đàng hoàng chào đàng hoàng nãy chờ dạng chỉ đâu chào làm sao chào ba. Cái gì nữa? Chúc bé dồi dào. Không phải. Chúc bà con bác nhiều sức khỏe. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Mau đẻ. Luôn vui vẻ mau đẻ. Luôn vui vẻ mau đẻ. Có nhiều lắm cũng quên. Chúc bà con chú chị nhiều sức khỏe. Luôn luôn vui vẻ và mau đẻ và đặc biệt là mau đẻ. Bye. Bà con chú vẻ luôn luôn vui vẻ và mau đẻ. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi đó. Không tại cái thì có nhiều bạn mới cưới thì người ta sẽ năm nay người ta cưới thì người ta sẽ mau đẻ đúng không? Còn nhiều bà có chứ chị lớn tuổi thì luôn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe mình chúc chung vậy đó thôi. Đúng không? Đó. Với lại á, con đi bán vé số con phải khác người ta. Con bán mới nhiều chứ con giống với người ta con bán không có nhiều đâu. Bây giờ là bà con bác đi bán vé số nhiều lắm, đúng không? Cho nên là người ta mua một tờ vé số cho mình phải mang ơn, mình cảm ơn. Con nói cảm ơn cô chú nhiều á. Dạ chúc chú nhiều sức khỏe, dạ lúc nào cũng vui vẻ và mau đẻ, đúng không? Con chúc vậy á. Thì người ta sẽ mua nhiều cho con. Nghe không? Được không? Và cái đó nó chơi ông nội. Đây chúc khán giả của chú Hương Dừa thôi. Đi ra ngoài mà chúc chút đó cái gì xong hai người ta đang quen nhau mà lại chút vậy cái nó quên ngược chạy không kịp. Không quay chạm kịp chú quýnh mình luôn chứ chạm kịp. Hoặc là hai bà già mà lớn lùm cụm đi đang ổn phê lại mà chưa mua số chung chung bài nhiều sức khỏe luôn vui vẻ và mau đẻ. Thôi chửi. Chửi vô quá. Yeah. Dạ rồi thôi cảm ơn quý bà cô chú anh chị nhiều nha. À, quý bà cô chú anh chị nhớ ngày mai 19 giờ dạ đến với hậu quán ngôi sao miệt vườn số 113
đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để xem văn nghệ nha. Dạ tuần nào cũng có, thứ bảy hàng tuần, thứ ba thứ năm thì giao lưu. Dạ rồi, xin chào tạm biệt, dạ hẹn lại có nhiều, bye.